Đồ gỗ Đức Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là sáng ngày 12 tháng 6 năm 2018. Quý vị nhìn thấy đây la liệt các cái sản phẩm là đang được đóng gói rất là kỹ. Thì đây là những cái sản phẩm mà chúng tôi đang sắp chuyển, là gồm có hai bộ. Bộ thứ nhất là bộ gần ghế gỗ hương sắp chuyển vào cho bác Bảy ở Sài Gòn. Là bộ cột 12 nhân với 6 thứ mà mấy hôm nay tôi mới đăng lên cái phần thành phẩm cho bác xem. Thế còn cái bộ mà đang nhỏ nhỏ mà đang lật cái dưới đáy lên đây, bộ này chính là bộ ghế guột nho. Bộ ghế guột nho gồm có 6 thứ là chuyển cho anh Thiện Thanh ở Sóc Trăng. Anh Thiện Thanh Sóc Trăng thì bộ của anh đây. Đây là một chiếc ghế này. Một chiếc ghế thứ hai là kiện thứ hai này. Một chiếc bàn là kiện thứ ba, và một chiếc ghế dài là kiện thứ tư. Ngoài ra thì còn có hai chiếc đôn nữa. Hai chiếc đôn thì nó đang ở trong lòng ghế. Như vậy của anh là bộ 6 thứ nhưng mà sẽ là 4 kiện. Còn bộ của bác và bộ của anh là trị giá 28 triệu bao gồm cả phí vận chuyển. Thế còn bộ của bác Bảy ở Sài Gòn thì gồm có là bộ bác Bảy có mỗi chiếc ghế là một kiện này. Một cái ghế dài một kiện nữa là 3 này, cái bàn một kiện là 4 này, và hai chiếc đôn một kiện là 5. Như vậy bộ của các 7 là 5 kiện. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu B của đồ gỗ Đức Hiền. Như vậy clip này là cũng báo cáo đến quý khách xa gần, cũng như là báo cáo đến bác 7 ở Sài Gòn và bác Thiện Thanh ở Sóc Trăng, là hai bộ của các bác là đã đóng gói xong và ngày hôm nay là sẽ chuyển đi. Như vậy là trong vòng một tuần tới là các bác sẽ nhận được hàng. Xin quý vị xa gần liên lạc với đồ gỗ Đức Hiền theo hai số điện thoại ở trên màn hình. Và đợt tới chúng tôi sắp chuyển cuốn thư câu đối cho nhà bác Ngân ở Bắc Giang, và một khách hàng nữa hôm qua chúng tôi mới nhận lời là Hoàng Phi, và câu đối thì cũng sắp chuyển, tôi nhớ mang máng là trong Khánh Hòa thì phải, Ninh Hòa Khánh Hòa, tức là gần Nha Trang. Còn có một bác nữa thì ở Phú Thọ thì cũng là đang sắp chuyển đi. Như vậy là đợt tới tôi sắp chuyển đi cho 3 khách hàng. Qua clip này báo cáo để ba bác yên tâm là cái phần hàng của các bác đã gần xong. Bây giờ chỉ còn hoàn thiện một vài cái khâu cuối nữa là sẽ lên đường được thôi. Để các bác yên tâm. Tạm biệt quý vị tại đây.